Hi và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong một video mới về series Gameplay and Show của mình. Thì mấy hôm nay mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của các anh em ở trên YouTube cũng như inbox ở bên Facebook cho mình. Đó chính là cái cách để giống như cái tiêu đề video clip ngày hôm nay, đó là những cái nguyên liệu cần thiết để các bạn có thể nâng cấp cái vũ khí bảo tố. Thì như anh em cũng đã biết, vũ khí bảo tố là vũ khí level 50 khi các bạn tham gia chiến trường, khi các bạn tham gia đấu trường 6 vs 6. Khi tích đủ 5.000 thanh long, các bạn có thể đổi được cái thanh vũ khí bảo tố này. Thì đây là cái món vũ khí mà chuyên để chơi PVP. Nó là chuyên để PVP, nhưng mà các bạn vẫn có thể dùng nó để tham gia các phu bản. Nhưng mà mình tốt nhất thì mình vẫn nên chú trọng cái nâng cấp cái vũ khí 50 PVP, quên PVE, đó là cái vũ khí sao băng với thiên thạch đó. Thì nó cũng tốn khá là nhiều công sức với lại vật phẩm để các bạn có thể farm. Nhưng mà để đủ cái sức mạnh để mà mình có thể tham gia khỏe mấy cái phụ bản đó, thì mình nghĩ là đa số anh em hiện tại tất cả đều sử dụng cái bảo tố để cày lấy nguyên liệu để up sao băng thiên thạch. Thì hôm qua và những ngày trước có rất là nhiều anh em hỏi mình là tại sao cái bây giờ mình muốn nâng cấp cái vũ khí bảo tố lên cấp 2 nhưng mà không có kiếm được cái vật phẩm vũ khí để nâng cấp. Thì khi các bạn cũng đã biết á, là cái vũ khí bảo tố từ cấp 1 nâng cấp lên cấp 2 á, nó yêu cầu chúng ta là phải có cái dao găm mảng xà. Thì những anh em vừa rồi á, bị một cái vướng mắc một cái là tại sao em thấy cái dao găm mảng xà này nó rớt ở điện phục sinh và khu vực map điện phục sinh, cái phụ bản điện phục sinh, nhưng mà farm hoài ở trong đó nó không ra. Thì cũng giống như mình, hôm nay thì mình đã có đầy đủ đồ rồi thì mình mới làm cái video clip này, mình hướng dẫn cho các bạn. Đó chính là khi các bạn farm cái map điện phục sinh á, nó vẫn có xác suất rớt ra cái rương vũ khí, nhưng mà cái xác suất đó hầu như mình thấy nó rất là thấp. Ngày hôm qua mình đi 20 lần nhưng mà nó cũng chỉ rớt có một lần. Thì mình thấy cái xác suất nó cũng rất là thấp ha. Có nhiều bạn đi 20-30 lần mà nó vẫn chưa ra cái vũ khí đó, nó vẫn chưa ra cái rương vũ khí mảng xà. Thì mình hướng dẫn cho các bạn trong video clip ngày hôm nay cái cách để có thể lấy được cái vũ khí mảng xà đó, để mình có thể up được cái vũ khí bảo tố. Đó chính là các bạn di chuyển đến cho mình cái khu vực thung lũng băng giá. Thì cái khu vực thung lũng băng giá này nó nằm ở bản đồ khu vực núi Xương Bạc. Các bạn sẽ chọn thung lũng băng giá thì nó sẽ là chỗ này đây. Mình sẽ tele đến cái chỗ lều thám hiểm, là cái khu vực mình đang đứng nè. Thì cái map này á, mình cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn luôn. Ở trong cái map này nó sẽ có mấy con boss. Boss thì nó cũng yếu thôi, cao nhất hình như nó cũng chỉ có chừng 2 triệu máu. Khu vực map này mấy con boss này nó cũng giống kiểu giống như là hồi xưa các bạn đánh mấy con quỷ vàng với lại bọ cặp vàng rồi này nọ, nó cũng không có khó gì lắm đâu. Vô đây các bạn cũng có thể đi solo hoặc là đi kiếm party để đi. Nhưng mà khi các bạn đã lên hồng môn rồi thì mình nghĩ vô đây đánh nó cũng bình thường. Thì khi các bạn đánh những con boss đó ra, đánh những con boss nó sẽ rớt cho các bạn là những cái vệ hồn và những cái tinh thể băng giá. Tinh thể băng giá này thì chúng ta có thể quay cái vòng quay ở khu vực này, khu vực ngay đầu cổng ra vô ha. Và cái quan trọng nhất đó chính là cái vũ khí mảng xà bị khóa nè. Thì đây chính là nó sẽ chứa một cái món vũ khí, đó chính là cái vũ khí mảng xà dùng để nâng cấp cái dao găm bảo tố. Thì mình cũng nói sơ qua với anh em những cái nguyên liệu cần thiết để có thể nâng cấp cái bảo tố lên từ cấp 1 lên cấp 2. Thì nếu mà so với lại cái vũ khí sao băng thiên thạch đó, thì cái vũ khí bảo tố cấp 1 này nó yếu nhất trong tất cả các cái vũ khí đó. Nhưng mà từ cấp 2 trở lên các bạn sẽ thấy nó bộc lộ rõ cái chức năng của nó là dành chuyên cho PVE. Có nghĩa là nó rất là nhiều cái thuộc tính, nó rất là nhiều thuộc tính và hiệu ứng vô cùng mạnh. Bắt đầu thể hiện lý do tại sao để được tạo dành cho PVP. Vì nó có rất là nhiều chỉ số phòng ngự đi kèm với lại các chỉ số hỗ trợ phát thương. thì các bạn sẽ thấy là cấp 1 nó sẽ chả có cái gì đặc biệt hết trơn á, nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà từ cấp 2 nó sẽ có cái, nó sẽ kích hoạt được cái hiệu ứng bão tố. Thì cái hiệu ứng bão tố là gì? Tác dụng của hiệu ứng bão tố mình đã tìm hiểu và mình sẽ nói cho các bạn biết cái hiệu ứng bão tố này nó là gì. Đầu tiên, với mỗi đòn đánh có tỷ lệ tạo một cộng dồn bão tố, mỗi cộng dồn cộng 5 lực tấn công. Khi đạt 10 cộng dồn kích hoạt hiệu ứng bão tố. Cái hiệu ứng bão tố kéo dài 30 giây và trong 30 giây đó nó sẽ cho nhân vật của các bạn 50 lực tấn công, 10.000 sinh lực và 10.000 phòng thủ, cộng với lại 500 chí mạng, 500 xuyên giáp và 2.500 hồi máu khi chiến đấu. Đó là trong vòng 30 giây các bạn sẽ nhận được những cái hiệu ứng đó. Và sau khi cái hiệu ứng bão tố này kết thúc, có nghĩa là 30 giây sau khi nó kết thúc á, là tất cả toàn bộ kỹ năng của các bạn sẽ được hồi lại. Thì rất là bá đạo đúng không? Thì nếu như mà các bạn chưa có khả năng nâng cấp lên vũ khí sao băng hoặc là thiên thạch thì mình có thể nâng cấp tạm lên cái dao găm, cái vũ khí bão tố. Tại vì mình chơi sát thủ cho nên mình gọi là dao găm ha. Còn các bạn chơi những hệ phái khác thì nó sẽ có những cái món vũ khí hợp với các bạn. Thì ví dụ như mình nói đi, các bạn nếu như mà các bạn chủ yếu chơi game mà các bạn đi phụ bản là nhiều á, cày phó bản á, thì các bạn nên tập trung để nâng cấp lên cái vũ khí sao băng hoặc là thiên thạch. Còn anh em nào mà thích đánh nhau, đi đấu trường 6 vs 6, hoặc là muốn nâng cấp vũ khí để mạnh hơn tí xíu, để mình có đồ để mình có thể cày được, để mình up mấy cái vũ khí kia, thì mình nghĩ là nâng lên cái bão tố cấp 2 này nó cũng rất là ok. Thì những cái nguyên liệu cần thiết đầu tiên phải nói đến chính là cái món vũ khí mà để mồi nó, chính là cái món vũ khí mãng xà nè. Thì như nãy giờ mình đã nói đó, những anh em nào mà đi phụ bản không kiếm được, các bạn di chuyển đến cho mình cái thung lũng băng giá, farm quái ở trong đây rồi đánh boss, các bạn sẽ ra được cái rương vũ khí. Chắc chắn các bạn mở ra là sẽ có cái món vũ khí mãng xà này. Đó là cái điều kiện đầu tiên bắt buộc các bạn phải có cái món vũ khí này. Tiếp theo nữa là cái kết tinh linh đơn và cái kết tinh tiên đơn. Hai cái món này thì nó cũng không có còn khó nữa. Các bạn hoàn thành những cái nhiệm vụ này, mình cũng đã có những cái video clip nói về những cái món này rồi. Thì cái đá biến đổi xương bàn này mình sẽ nói sau đi. Đá vũ khí khai sáng này thì cũng đơn giản, các bạn mua trong cái cửa hàng Thương Long ha, đổi bột vũ khí này nọ. Còn cái mảnh vỏ bão tố này thì tham gia chiến trường cũng sẽ cho các bạn, thì mình cứ tích thôi. Cái khó nhất ở trong đây chính là cái đá biến đổi xương bạc. Cái đá biến đổi xương bạc này thì đương nhiên là các bạn phải chế tạo ở trong cái nghề hội thợ rèn. Đây chính là để chế đá biến đổi xương bạc nè. Thì mình cũng đã chế rồi, mình cũng đã chế sẵn đá biến đổi xương bạc để hôm nay có thể quay được cái clip cho các bạn xem. Ok, và không có dòng dài nữa, bây giờ mình sẽ đập thử cho các bạn xem nâng cấp cái vũ khí lên cấp 2. Thì ở đây đó nó ghi là sẽ có khả năng thất bại, có nghĩa là nó không có giống như những cái vũ khí 45 nâng cấp lên mà các bạn phải giống như những cái vũ khí này nè, hộ phách đó, thì muốn chắc chắn là các bạn chơi ngọc biển xanh thì xác suất nó sẽ là 100%, còn cái này thì nó sẽ không có xác suất 100%, nhưng mà nó sẽ có khả năng thất bại nè. Nhưng mà mình nghĩ từ cấp 1 lên cấp 2 thì chắc cũng chẳng có cái gì thất bại đâu, nhưng mà mình hy vọng là nó đừng thất bại. Mẹ, thất bại một cái là chết. Đá biến đổi xương bạc này nó hiếm lắm, khó khăn lắm mới làm được. Tại vì khi mà tạo cái đá biến đổi xương bạc này ra là cũng phải tốn rất là nhiều cái nguyên liệu cần thiết, mà toàn là mấy cái nguyên liệu mà đắt đỏ không à, mới tạo ra được nó. Ok, thì bây giờ mình sẽ nâng cấp lên cái vũ khí bão tố cấp 2 này để lấy được cái hiệu ứng bão tố. Tại vì mình thấy cái hiệu ứng bão tố đó mà đi chiến trường 6 vs 6 là hơi bị bá đạo luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bấm tiến hóa nha. 1 2 3. Cái gì vậy? À quên, phải tháo vũ khí ra. Làm hết hồn mày. Ok, bây giờ mình đã tháo vũ khí ra nè. Đây là vũ khí bão tố cấp 1, bây giờ mình sẽ nâng lên tới cấp 2 nha. 1 2 3 lên. Nhập ok. Lên. The fuck? Fuck! Ok, thì các bạn cũng đã thấy thật sự là quá là xui xẻo. Thì mình cũng chả có tiếc gì hết trơn á, mình chỉ tiếc cái là đá biến đổi xương bàn thôi. Tại vì tạo cái này nó cũng tốn khá là nhiều cái nguyên liệu đắt đỏ đó mà mình tạo ha. Còn nếu mà mua thì hiện tại giá của nó là tới 65 vàng một cục. Ok, trời, tưởng ngon ăn ai về. Ok, thì nội dung video clip ngày hôm nay chỉ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà những cái nguyên liệu cần thiết để các bạn có thể nâng được cái vũ khí bổ tố. Thì để giải đáp được thắc mắc cho các bạn nào là không kiếm được cái nguyên liệu vũ khí mãng xà, thì trong hy vọng sau cái video clip này các bạn có thể giải quyết được những cái khúc mắc của mình ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Và nếu như thích channel của mình cũng như video clip của mình, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách bấm subscribe, like và comment video. Cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của các bạn trong khoảng thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Bye bye.